Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android cùng với Fabay thông qua ứng dụng Foody. Mình tên là Trương Công Bình. Ở bài ngày trước là chúng ta đã làm xong cái giao diện custom layout của Recycle View rồi, đúng không? Thì hiển nhiên các bạn chạy lên, các bạn lấy nha, các bạn làm thôi chứ các bạn đừng có chạy lên, bởi vì các bạn chạy lên sẽ lỗi bên sau. Bởi vì cái phần Recycle View á, của ở đây là chúng ta chưa có xử lý, ha, cho nên nó sẽ báo lỗi cái thằng Recycle View này, nên các bạn để ý cho mình cái việc đó. Nếu các bạn là muốn chạy lên thì các bạn vui lòng các bạn xóa Recycle View rồi đi ha. À, ở đây mình xóa luôn, mình xóa cả ở đâu và ăn gì đi. À, mình xóa luôn để cái gì các bạn có thể chạy lên các bạn xem được chưa nào. Rồi thì một chút nữa chúng ta sẽ xử lý cái việc này. Vậy bài trước thì chúng ta đã xây dựng xong rồi đúng không? Vậy bài hôm nay chúng ta sẽ lấy các dữ liệu mà chúng ta lưu trữ ở Fabay. À, chúng ta lấy dữ liệu chúng ta lưu trữ ở Fabay, chúng ta lấy dữ liệu quán ăn đúng không? Các bạn thấy rõ ràng trong cái custom Recycle View thì chúng ta có các bạn tên quán ăn, địa chỉ quán ăn, số km là bao nhiêu, đúng không các bạn? Rồi cái bình luận có đặt bàn hay không, cái hình đúng không? Rồi tổng điểm là bao nhiêu, ha, tổng điểm bình luận là bao nhiêu? Đó, chúng ta đang cần có cái công việc này. Vậy làm sao chúng ta lấy được các dữ liệu, đúng không các bạn? Làm sao chúng ta lấy được dữ liệu mà chúng ta hiển thị lên? Rồi các bạn mở cái database của chúng ta lên trước, chúng ta sẽ phân tích những gì chúng ta sẽ làm. Các bạn thấy nè, ở đây các bạn lưu ý, có phải là quán ăn chúng ta đã tách ra thành một node riêng đúng không? Vậy khi chúng ta duyệt node quán ăn, các bạn lưu ý nha, nếu như chúng ta duyệt node quán ăn thì chúng ta sẽ lấy được các thông tin như là gì? Mã quán ăn, giao hàng, có giao hàng hay không đúng không, giờ đóng cửa, giờ mở cửa, lượt thích, tên quán, tiền ích, video giới thiệu đúng không? Rồi và nếu như chúng ta muốn lấy, các bạn thấy nè, ở đây chúng ta có thêm các bạn địa chỉ đúng không, mà địa chỉ thì chúng ta đã lưu ở bên node gì? Node chi nhánh. À, đây nó chi nhánh quán ăn, thì nó chi nhánh quán ăn là chúng ta lưu gì các bạn, chúng ta lưu cái địa chỉ của chi nhánh quán ăn đúng không nào, là thứ hai, thứ ba gì đây các bạn thấy nè, thứ ba là gì, cái hình ảnh, có phải là hình ảnh chúng ta lưu gì các bạn, chúng ta lưu bên note hình ảnh, đây hình ảnh quán ăn đúng không, là chúng ta rõ ràng chúng ta lưu ra ba note khác biệt. Ở đây sẽ là một sai lầm lớn, à các bạn lưu ý nha, sẽ là một sai lầm lớn nếu như các bạn chỉ đăng ký sự kiện lấy dữ liệu của cái node quán ăn duy nhất mà thôi. Bởi vì sao? Đơn giản, các bạn thấy là nếu như các bạn gọi data reference của chúng ta là gì các bạn, là cái node quán ăn này, thì các bạn thấy gì, chúng ta chỉ lấy được cái thông tin này mà thôi. Và các bạn lưu ý nha, cứ mỗi một cái event listener đó là nó là một cái tiến trình, bởi vì nó là một tiến trình thì nó sẽ chạy độc lập, các bạn lưu ý nha, bởi vì nó là một tiến trình thì nó sẽ chạy độc lập, có nghĩa là khi các bạn lắng nghe event listener của thằng node quán ăn này, rồi sau đó các bạn lắng nghe event listener của thằng hình ảnh quán ăn, thì hai thằng này nó sẽ chạy đồng thời song song với nhau. Chứ không phải là các bạn nói là à thằng này mình lắng nghe xong thằng này nó chạy xong tự động nó chạy tới có lấy hình ảnh quán ăn. Không có cái vụ đó. À, không có cái vụ đó. Rồi, mình sẽ làm cho các bạn xem cái việc mà vấn đề mình đang nói. Có nghĩa là nếu như các bạn lấy thì chúng ta lấy như cách hồi nãy, như là chúng ta lắng nghe từng note thì nó sẽ xảy ra cái hậu quả như thế nào. Được chưa? Rồi. Vậy bây giờ chúng ta đang theo cái mô hình là các bạn, à mô hình MVC đúng không? À, mô hình MVC, Modules, à, Module, View, à, Model, à, Model Controller và View. Đúng chưa nào? Rồi, thì bây giờ là lấy dữ liệu, tương tác cơ sở dữ liệu là thuộc về Model, đúng không? Vậy mình sẽ nêu, à, mình sẽ nêu ra một Java class. Vậy bây giờ mình, với các bạn, mình có gì đây? Mình muốn lấy danh sách các quán ăn, vậy mình sẽ tạo ra một đối tượng gọi là quán ăn Model. À, quán ăn Model. Rồi, trong cái quán ăn mô đồ này mình sẽ khai báo các thuộc tính về các bạn y chang như đây, bởi vì các bạn sao các bạn, vì chúng ta lấy cái thằng này chúng ta add một class cơ mà đúng không, vậy chúng ta sẽ khai báo trong cái thuộc tính giống khi các bạn đã biết cái phần căn bản mình đã nói với các bạn phần này rồi đúng không. Vậy đầu tiên Spoonling giao hàng đúng không, tại sao Spoonling giao hàng các bạn, đây các bạn thấy là khi giao hàng là gì, kiểu true đúng không. Rồi tới chuyện giờ đóng cửa, giờ mở cửa đúng không. Rồi đây giờ đóng cửa kiểu chiên, giờ mở cửa kiểu chiên, lượt thích là kiểu in đúng không, chúng ta để sao tên quán ăn, à tên, các bạn lưu ý là chúng ta phải gõ đúng nha, bởi vì cái key này là tên quán ăn thì các bạn phải gõ đúng là tên quán ăn, key này là chữ giờ mở cửa thì các bạn phải gõ đúng là giờ mở cửa, thì khi đó các bạn get value á và các bạn ép kiểu về cái kiểu last á thì nó mới hiểu ha. Rồi còn gì nữa nhỉ, à còn video giới thiệu đúng không, video giới thiệu. Rồi bây giờ mới là vấn đề nè, các bạn thấy thằng tiện ích này chúng ta để ở đây và nó là một mảng đúng không, thì đối với Fabay mảng nó sẽ hiểu là một cái list, à các bạn hiểu không, mảng nó sẽ hiểu là một cái list. Vậy chúng ta sẽ định nghĩa list là như thế nào, list này kiểu gì các bạn, 01 là gì, list list ở 01 có nghĩa là vị trí trong list thôi, vị trí trong mảng thôi, à vậy cái này là kiểu gì đây,
Có dấu nháy là kiểu trinh. Vậy nghĩa là chúng ta sẽ có một cái list kiểu trinh. À, list kiểu trinh. Giả dụ như sau này ở trong cái 01 này các bạn sẽ có một đối tượng như là giờ đóng cửa, giờ đóng cửa đó, thì các bạn cứ tạo ra một cái lát. À, cái người lần sau đó các bạn list dường như là list lát nó ngăn chẳng hạn. Đó, thì đây mình chỉ đơn giản là list kiểu trinh thôi. À, list kiểu trinh. Rồi, fan, mình khoan làm list đi. Mình sẽ làm cái array để mình cho nó ra các cái lỗi. À, một cái array kiểu trinh, vì các bạn thấy đó là kiểu trinh. Để cho nó ra lỗi để cho các bạn biết được cách đọc lỗi của phải bay. À, rồi, ở đây sẽ là, các bạn lưu ý là đặt giống tên nha, tiện ích. Rồi, ok. Còn gì nhỉ? À, còn mã quán ăn nữa đúng không? Vậy mã quán ăn của chúng ta sẽ là kiểu chiên luôn. Thì mã quán ăn này nó không nhất thiết là, bởi vì các bạn thấy là mã quán ăn này sau này chúng ta phát sinh động, cho nên chúng ta đặt tên như thế nào cũng được ha. Mã quán ăn. Được chưa nào? Rồi, sau đó chúng ta làm getter setter cho nó. À, getter setter. Được chưa nào? Rồi, chúng ta nên đem mấy con biến lên đầu đi. À, cho dễ nhìn nhận. Để sau này chúng ta sửa, chúng ta nhìn lên đầu là chúng ta thấy liền. Được chưa? Rồi, các bạn làm cho mình một phương thức cải tạo rỗng nha. Rồi, quán ăn model. Rồi, sell lại. Đúng không? Rồi, vậy bây giờ mình muốn diệt nốt quán ăn. Đúng không các bạn? Diệt nốt quán ăn nha. Vậy bây giờ mình sẽ có gì các bạn? Mình đang sử dụng, mình muốn diệt nốt quán ăn, mình đang tương tác vào gì? Database real time, đúng không? Vậy muốn tương tác vào database real time thì phải mình gì? À, cái bộ thư viện này vô. Đúng không các bạn? Vào phần real time database của Apple. Thì mình thấy là hiện tại bây giờ là bản 10.2.1 rồi ha. Hình như là cái ví dụ này mình đã hướng dẫn các bạn cái bản cũ á, đây 10.2.1. Vậy các bạn vui lòng sửa mấy lại là .2.1 Authent nè, Score nè, ha. Rồi Service Authent nè. Được chưa? Ha, các bạn sửa lại. Nói chung những nào liên quan tới Firebase các bạn sửa lại. Rồi Sync Now. À, các bạn sync lại. Rồi các bạn lưu ý là nếu bạn là xin lỗi thì các bạn vui lòng update phiên bản Android Studio mới nhất để nó sẽ có những cái bộ thư viện này ha. Đối với các bạn là không update lên á thì các bạn import những bộ thư viện này á và các bạn xin á thì nó sẽ báo lỗi thư viện. À, ở đây mình đã update Android Studio tới phiên bản mới nhất rồi, cho nên nó sẽ không có báo lỗi việc này. Rồi, các bạn thấy là sau khi mình xin thành công ok, đúng không? Chúng ta quay lại cái last model. Vậy bây giờ mình đang muốn lấy dữ liệu ở cái node là quán ăn, đúng không? Node quán ăn, vậy mình sẽ tạo ra một cái data reference. À, database reference. Mình sẽ đặt tên là data quán ăn. À, data quán ăn. Và khi khởi tạo ra cái data và cái quán ăn model này thì mình đồng thời mình sẽ khởi tạo cái đường dẫn tới các bạn. À, tới real time, tới cái node gì? À, tới node quán ăn này, đúng không? Bằng cách mình gọi là Firebase database.getInstance.getReference.try các bạn. À, chúng ta đi try vào quán ăn S, đúng không? Quán ăn S. Chấm phải. Được chưa? Vậy khi cái class quán ăn model này vừa được khởi tạo thì nó sẽ các bạn, nó sẽ khởi tạo cái đường dẫn gì? À, cái đường dẫn tới cái node quán ăn của chúng ta để chúng ta có thể là bắt và chúng ta lấy dữ liệu. Rồi, ở đây mình sẽ tạo ra một cái hàm, à, public void. Hàm này mình sẽ gọi là get danh sách quán ăn. À, get danh sách quán ăn. Thì cái hàm get danh sách quán ăn này mình sẽ lắng nghe sự kiện cho thằng này, à, cho quán ăn. Vậy mình sẽ add một cái, bởi vì mình chỉ lắng nghe một lần duy nhất mà thôi, cho nên mình sẽ add cái sự kiện gọi là single ha. Nhưng mà trước khi add single chúng ta sẽ có một cái gọi là event value event listener. Đây của Firebase. À, các bạn tạo ra cho mình một cái listener ngay đây. Được chưa? Rồi, thì sau đó chúng ta sẽ lắng nghe, đúng không các bạn? À, chúng ta sẽ gọi Firebase hay đúng là data các bạn. Data quán ăn, cái node quán ăn của chúng ta as single và chúng ta chỉ lắng nghe một lần duy nhất mà thôi ha. Không có nghĩa là dữ liệu có thay đổi chúng ta cũng chả care luôn. Bởi vì các bạn thấy là load lần đầu tiên mà, dù dữ liệu thay đổi chúng ta đâu có care ha. Cho nên mình sẽ dùng là as single. Còn các bạn muốn làm cái kia cũng được, nhưng mà mình thích là xài single nên mình xài single, bởi vì mình chỉ load một lần duy nhất mà thôi. À, rồi, khi nào muốn load nữa thì mình gọi lại thôi, gọi lại cái hàm cái danh sách quán ăn này, các bạn thấy nó tiện hơn không? Đúng không? Rồi, mình sẽ chuyển cái value event listener vô. Vậy, khi nó gọi cái hàm cái danh sách quán ăn này thì sao các bạn? Nó sẽ bắt các bạn, à, bắt cái sự kiện listener của thằng gì? Thằng này và nó chạy vào trong đây, đúng không? Vậy khi bắt được listener đó, mình xuất cái log ra ha cho các bạn xem chúng ta được cái gì. Kiểm tra data snapshot cộng. Rồi, mình chạy lên. À, các bạn chạy lên lần đầu tiên thì chắc chắn nó bắt chúng ta chọn máy ảo đúng không? Rồi, ok, chọn máy ảo. Rồi, bạn thấy là máy ảo nó khởi động lên đúng không? Nó chạy vào chúng ta ha. Các bạn lưu ý là phải xóa recycle view nha, không xóa nó báo lỗi recycle view á. Rồi, chúng ta sẽ tìm tới cái log kiểm tra của chúng ta đây. Log kiểm tra đâu? À, chưa, xin lỗi các bạn, chúng ta chưa gọi hàm mà đúng không? À, chưa gọi hàm, nhầm.
Bây giờ là chúng ta sẽ gọi bên controller. Vậy controller, nhưng mà khoan khoan gọi controller đi, mình sẽ demo thẳng trong cái mô đồ trước cái đã ha, rồi mình sẽ gọi controller sau. Vậy bây giờ các bạn qua class fragment cho mình đi. Fragment ở đâu? Fragment đúng không? Rồi các bạn ở, các bạn gọi cho mình phương thức onStar. Các bạn đã biết vòng đời fragment rồi ha, nên mình sẽ thực hiện code ở trong onStar. Rồi mình sẽ tạo ra cái gì đây? Quán ăn mô đồ đúng không? Quán ăn mô đồ. Rồi khi onStar thì mình sẽ new cái quán ăn mô đồ này, được chưa? Rồi sau đó mình gọi quán ăn mô đồ, mình sẽ thực hiện hàm là get quán ăn. Bởi vì khi nó, các bạn, khi theo logic code chúng ta chạy lên thì có phải là nó phép mình thì nó chạy đúng không? Vậy khi phép mình nó chạy thì sao các bạn? Nó tạo cái gì? Nó tạo cái quán mô đồ quán ăn này và nó gọi phân đất gì? Get, xin lỗi, phải get mẹ quán ăn mà là get danh sách quán ăn. Get danh sách quán ăn đó. Rồi chạy lên. Rồi các bạn đừng lo, khi xong hết thì mình sẽ cũng sẽ giải thích logic code lại, chạy nó chạy cho các bạn thôi. Rồi nó chạy lên đúng không? Khá là nhanh ha. Rồi đây, các bạn thấy data nó sót kiểm tra chúng ta. Đây, khi chúng ta có phải là quán ăn không? Đây, các bạn, chúng ta lấy được dữ liệu. Đúng không? Đây, value chúng ta là mã 1 này. Đúng không? Mã 2. Rồi, bây giờ mới là cái vấn đề nó phát sinh nè. Đây là vấn đề nó phát sinh nè. Bây giờ các bạn thấy là khi các bạn lấy tới đây á, lấy tới thằng quỷ data nó sót rồi nè. Đúng không các bạn? Các bạn thấy gì? Khi quán ăn, cái value nó lại bị chặn bởi cái mã này. Đúng không? Vậy khi bạn gọi thằng data snapshot này mà các bạn get value thì nó dính ngay cái thằng, nó dính ngay key này. Các bạn không tài nào mà các bạn truyền vào một cái quán ăn model last mà các bạn truyền vô được, đúng không? Rồi mình làm thử cho bạn xem. Get value, mình sẽ bạc về là quán ăn chấm model chấm class, sell lại rồi mình chạy lại. Đây là một vấn đề thì các bạn phải lưu ý. Để các bạn lưu ý là các bạn sẽ duyệt và các bạn lấy dữ liệu như thế nào khi mà các bạn bị những cái key động đó nó chặn lại. Rồi thì bạn thấy là khi mình truyền vô cái quán ăn model chấm lát á thì nó báo cái gì đây? Nó nói mình nè, không có getter setter, đúng không? Không có setter field cho thằng gì mã qa là 17. Bởi vì sao? Bởi vì mấy này là phát sinh động, mà phát sinh động thì chúng ta có thể nào tạo các biến động đó được không? Không có được, đúng không? Và dù chúng ta gì, chúng ta không có muốn lấy mấy thằng mã này, đúng không bạn? Chúng ta không muốn lấy mấy thằng mã, mà chúng ta muốn lấy những gì? Chúng ta muốn lấy những cái thằng value, những thằng giao hàng rồi nè, đúng không bạn? Chúng ta muốn lấy những thằng giao hàng này, chúng ta không muốn lấy những thằng mã, đúng chưa? Bạn bạn thấy nè, ở đây nó báo lỗi nè, các bạn lưu ý những cái lỗi xanh xanh này nha. Đây nó báo lỗi là gì? Không có tìm thấy cái mã này ở gì, ở quán ăn model, đúng không? Không có tìm thấy thằng này ở quán ăn model, chả thấy thì nó chả biết, chả biết thì nó chả gán, chả gán thì chả ép kiểu được, đúng không? Rồi bây giờ vấn đề đặt ra là gì? Khi các bạn get value, get value, rồi mình sẽ không ép kiểu nha, rồi mình chạy lên, mình không ép kiểu, mình chạy lên. Thì các bạn sẽ gặp trường hợp là cái value của chúng ta về dây dính cái key động, đúng không các bạn? Dính cái key động đây, những cái key động của chúng ta chính là gì? Mã qa 1 đến mã qa 20, đây là những cái key động, đúng không các bạn? Những cái key động. Vậy nếu như đã dính những cái key động rồi, vậy có cách nào, câu hỏi đặt ra bây giờ là có cách nào chúng ta duyệt vào các nốt key động này, có cách nào chúng ta duyệt vào các nốt key động này để chúng ta làm gì? Để chúng ta lấy các value của nó, đúng không các bạn? Để lấy các video của nó. Lúc này các bạn phải nhớ lại, nhớ lại cái gì đây? Nhớ lại ở cái bài gì mình duyệt data snapshot, đúng không? Đúng không các bạn? Mã qa 1 là gì? Là try, try của thằng nào? Try của cái nốt quán ăn này, đúng không? Các bạn nhắc gì? Try, try là con, đúng không? Try tiếng Việt là con. Vậy là gì? Có cách nào là gì đếm xem bao nhiêu thằng try và đi vào các thằng try đó hay không, và duyệt các, và duyệt các nốt try đó hay không? Có, đúng không các bạn? Mình đã có ở một bài, nói ở một bài đó rồi, đúng không bạn? Vậy để duyệt tất cả các thằng try, mình sẽ kiểm tra thằng data snapshot này. Mình gọi data snapshot, data snapshot chấm đây có get children, đúng không bạn? Có get children, đây chính là cái mà chúng ta cần nè, đúng không bạn? Đây là cái mà chúng ta cần. Rồi chúng ta có try đây, hú hồn mừng quá. Vậy bây giờ chúng ta cần duyệt nó, duyệt thằng try này bằng cách chúng ta làm cái dòng lập for, đúng không bạn? Trong lập for này sẽ có một cái value chính là gì? Value nó sẽ trả ra là gì? Data snapshot. Bởi vì khi các bạn get try, nó sẽ trả ra chúng ta gì các bạn? Một list các data snapshot tương ứng với tất cả các nốt con này. Ví dụ như các bạn gọi get try thì nó sẽ trả ra các bạn là mã qa 1 tới mã qa 20 của chúng ta nằm đây, đúng không? Khi bạn gọi get children thì nó sẽ trả ra là những cái thằng mà từ mà mã qa 1 tới mã 20 á, nó sẽ gọi là những này là data snapshot. Cho nên các bạn sẽ tạo ra cái data snapshot.
Đây mình sẽ gọi là data value. Diệt hết vậy các bạn. Diệt hết thằng data snapshot.getChildren. Được chưa? Rồi, mình thử sức lock. Làm xong, các bạn làm tới đâu các bạn đẩy lock lên, các bạn kiểm tra tới đó data value. Lúc này data value ha. Cộng. Rồi, mình cho nó thành một chuỗi, sau đó mình khởi chạy lại để mình kiểm tra cái dữ liệu. Được chưa? Ha, các bạn làm, các bạn kiểm tra dữ liệu, làm rồi các bạn kiểm tra dữ liệu. Rồi. Ok. Đây. Lúc này các bạn thấy là gì đây? Có phải là nó diệt cái thằng gì? Kiki là lúc này có phải là nó diệt cái thằng Napsoc con ở trong của nó chính là thằng mã QA1 này không? Đúng không? Chứ là mã QA1 này. Rồi nó thấy gì đây? À có Kiki là mã QA1, có các value là gì? Mang quỷ này. Đó, đây là cái chúng ta cần. Lúc này chúng ta chỉ cần gọi này, chúng ta get value và chúng ta ép nó kiểu về gì? Ép về kiểu quán ăn model là ok. Đúng các bạn, quán ăn model là ok. Rồi. À, như vậy là các bạn đã biết cách các bạn lấy dữ liệu rồi đúng không? Thì mình sẽ lấy dữ liệu và mình để vô ha, và mình sẽ cho các bạn thêm một cái lưu ý nữa ha, thêm một cái lưu ý nữa. Rồi. Bây giờ các bạn có thể ép kiểu về được rồi ha. Bây giờ mình giả dụ như các bạn thấy là phương thức là gì đây? Get danh sách quán ăn thì này nó phải trả ra một cái danh sách quán ăn đúng không? Vậy mình sẽ khai báo một cái list. À, list này sẽ là quán ăn model. Được chưa? Tại vì mình muốn nó trả ra một cái danh sách quán ăn mà đúng không các bạn? À, mình tạo ra cái list ha. À, xin lỗi các bạn import class vào. Rồi, mình tạo ra một cái list ở đây đúng không nào? Vậy khi mình có dữ liệu thì mình sẽ new, à có nghĩa là khi mình vào cái này nè, mình sẽ new cái array list này, quán ăn model list bằng new quán ăn model list, à new array list ha. À, rồi sau đó khi mà gì các bạn, khi có một cái data snapshot, vậy các bạn thấy là đây là những gì đây, danh sách các quán ăn model. Vậy data snapshot này nó trả gì các bạn? Nó trả ra value là gì? À, value có cấu trúc là gì? Là một object dạng kiểu quán ăn model, chúng ta tự định nghĩa rồi đúng không? Vậy đây mình sẽ gọi đây là quán ăn model bằng new quán ăn model đúng không? Hoặc là ở đây quán ăn model bằng bằng data snapshot chấm guest. Ở xin lỗi bạn, bằng data value, nhầm, bằng data value à chấm guest value. Rồi chúng ta sẽ ép cái value này về kiểu gì? Kiểu quán ăn model chấm class. À, rồi, sau đó gì đây? Chúng ta sẽ add nó vào trong gì? Add vào trong quán ăn model list của chúng ta. À, chấm s add cái quán ăn model này. Được chưa? Và các bạn lưu ý, mình sẽ cho cái hàm này là hàm có giá trị trả về. À, thì nó sẽ trả về là một cái list quán ăn model. Được chưa? Hàm này sẽ là hàm có giá trị trả về và nó sẽ trả về là một cái quán ăn model list. Được chưa nào? Rồi. Vậy tới đây mình sẽ return cái quán ăn model list này ra. À, vì có trả về mà. Quán ăn model list. Tại sao mình làm có giá trị trả về? Thì mình sẽ nói cái lỗi ha, cái lỗi này các bạn sẽ rất là thường gặp khi mà các bạn làm tương tác với database. Nhưng mà trước khi chúng ta phải kiểm tra xem cái thằng quán ăn model của chúng ta ha, nó có ép kiểu và thành công hay không và nó có giá trị hay không. Kiểm tra. Phải. Ở đây sẽ là quán ăn model.guest. Mình chỉ đơn giản mình get tên quán ăn thôi để mình xem được là mình có lấy được cái tên quán ăn mà hay không. À, rồi chạy lên. Rồi, các bạn xem nha. Đây, chạy lên rồi đúng không? Các bạn chờ cho nó lên tương tác dữ liệu và lấy. Rồi, ok, lỗi. Lúc này lỗi gì đây? Data chain dòng 92. À, chả nói gì nhiều. Nó nói là không thể, đầu tiên lỗi đầu tiên nè. Không thể nào convert một cái array. Đúng không? Các bạn thấy nè. Đây gì nó nói là nó đã convert một cái array không được hỗ trợ. Đúng không? Nó nói là làm ơn hãy sử dụng thành một cái list thay thế đi. Hãy thay thế cái array đó thành một cái list đi. Nó nói là dòng 92. 92 chính là gì? Dòng này chính là dòng ép dữ liệu. Vậy cái array là cái quỷ nào? Các bạn lưu ý là gì? Tất cả những cái biến hồi nãy giờ có thằng nào là array các bạn? Chính là thằng tiện ích. Đúng không? Và các bạn lưu ý tại sao nó báo là thằng này không có hỗ trợ? Các bạn nhớ là gì? Các bạn nhớ lại ở structure data của thằng real time database. Các bạn thấy là các kiểu dữ liệu mà nó hỗ trợ chúng ta là các kiểu gì các bạn? Như thế nào nhỉ? Này đúng không? Xin lỗi bạn, read and write data thì phải. Đây, các kiểu dữ liệu mình hỗ trợ là kiểu gì? Kiểu chain, kiểu long, kiểu double, kiểu boolean, kiểu map và kiểu list. Vậy, cái đồ quỷ mà chúng ta lưu mà dạng tiện ích á, dạng 0 và 1 này á, thì nó là kiểu gì các bạn? Kiểu list nha, nó là kiểu list. Cho nên, các bạn lưu ý cái gì? Mảng trong Firebase nó sẽ hiểu là một cái list. Vậy đây sẽ là một cái list kiểu chain. À, đó là lý do tại sao lúc đầu mà mình nói các bạn là cái này phải là một list kiểu chain á. À,
Rồi các bạn, lúc này các bạn phải sửa là getter setter rồi. À, ở đây sẽ là một cái list kiểu string sửa lại. Bỏ dấu ngoặc vuông đi. À, rồi ở đây sẽ nhận vào một cái list kiểu string. Bỏ dấu ngoặc vuông đi. Được chưa? Rồi chúng ta chạy lên lại. À, thì các bạn thấy lúc này nó sẽ không bị cái báo lỗi convert nữa, ha, à, như là lỗi gán dữ liệu á. Rồi chạy lên ha, chờ đây. Lúc này các bạn thấy gì đây? Getter setter lượt thích không được tìm thấy trong quán ăn model. Có nghĩa là nó báo là cái thằng quán ăn model chúng ta nó không có gì, nó không có một biến nào tên là biến lượt thích hết á, cho nên nó không có gì gán dữ liệu cho nó được. Nhưng mà các bạn thấy là gì? Bún đậu mắm tôm, đúng không? À, coffee house hoa hồng gì đó là gì? Rõ ràng là nó đã ép được gì các bạn? Rõ ràng là nó đã lấy được dữ liệu ở gì của thằng data value này và nó gán thành gì? Gán thành một cái model quán ăn chưa? Nhưng lúc này nó còn thiếu lượt thích, nó không có nè. Bởi vì sao? Bởi vì cái biến lượt thích chúng ta đã khai báo chưa? Chưa. À, và cái biến lượt thích chúng ta sẽ là kiểu kiểu long. Các bạn lưu ý là nó không có kiểu in. À, mặc dù các bạn thấy số là 01234 gì đó thì nó không có kiểu in. Đây, nó có là kiểu long, kiểu double thôi. À, các bạn muốn làm kiểu nào kiểu, nhưng mà ở đây mình sẽ kiểu long chứ không sẽ double. À, double á là chỉ dành cho cái việc mà đánh giá thôi. Các bạn hiểu không? Double chỉ là chỉ đánh giá thôi, nó thế chỉ kiểu lot á. À, vậy là đây sẽ là kiểu long, sẽ là lượt thích. Đó, lúc này mình sẽ làm cái getter setter cho cái lần lượt thích này. Đây. Xong. Đúng không? À, xong. Rồi, mình chạy lên một lần nữa để cho các bạn xem nó sẽ không còn lỗi nữa. Rồi, các bạn thấy không? Nó không còn lỗi nữa và chờ lấy dữ liệu và nó xuất ra thôi. Đây. Đúng không? Xuất ra bình thường. Nhưng bây giờ mới là vấn đề nè. Ở đây á, khi chúng ta lắng nghe cái nốt quán ăn. Đúng không? Chúng ta chỉ lấy được cái thông tin như là giao hàng và đóng cửa và mở cửa mà thôi. Đúng các bạn, giờ mở hàng, giờ đóng hàng mở cửa đúng không? Rồi, và mình đã nói gì? Thằng khi mà các bạn gọi as listener for single event listener, các bạn gọi mấy thằng này nè, thì mấy thằng này nó là một cái red. À, một cái red. Vậy các bạn thấy là gì? Các bạn đang tạo ra một cái red cho cái nốt quán ăn. Rồi sau đó các bạn muốn lắng nghe một cái red cho gì? À, cho hình ảnh quán ăn, thì các bạn thấy là các bạn tạo một nốt nữa và cái nốt này phải là một red. Vậy các bạn thấy là hai cái red, khi mà hai cái red cùng rọi cùng một lúc á thì nó bị cái gì? Hai thằng này chạy song song. Đúng không? Chứ không có vụ. Các bạn thấy là không có vụ mà. Ví dụ như là các bạn tạo một nốt đó đi. À, ví dụ như các bạn tạo một nốt nữa là đâu rồi? Firebase database, database quán ăn. Đây, ví dụ như các bạn tạo một nốt nữa, các bạn gọi này là database data gì đây. Ví dụ như là hình quán ăn đi. Đó, mình giả dụ như các bạn tạo một nốt nữa là hình quán ăn. Đúng không? Rồi, sau đó các bạn ở đây là hình quán ăn. Data hình quán ăn. Bằng Firebase database.getInstance.getReference.try là hình hình gì các bạn? Hình ảnh quán ăn, đúng không? Hình ảnh quán ăn. Đó, nó sẽ là như vậy. Rồi, sau đó các bạn nghĩ là ơi, đơn giản quá đúng không? Ở đây mình dễ quá mà. Ở đây là gì? Khi mình duyệt thằng Event Listener này rồi á, thì mình đã gì? Mình đã có một cái list rồi, đúng không? Thì bạn nghĩ đơn giản lắm. Các bạn chỉ nghĩ là à, các bạn gọi data hình quán ăn đó, các bạn add single Event Listener cho nó. À, rồi sau đó các bạn cho hai thằng này xài chung listener. Sai. Cho hai này xài listener là sai liền. Bởi vì sao? Thằng này cũng chạy vào này, thằng này cũng chạy này, chết ngắt. Đụng độ, chết ngay. À, vậy lúc này các bạn phải gì? Tạo ra, lúc này các bạn nghĩ là ok, tạo ra cái event listener riêng cho nó. Rồi, mình tạo ra cái event listener riêng cho nó. À, ở đây mình listener value quán ăn đi, hình đi. À, mình sẽ để chuyên hình. Rồi, mình copy cho nó nhanh đó nha. Các bạn để ý nha. Được chưa? Sau đó này lắng nghe cái hình quán ăn này. À, lắng nghe cái hình quán ăn này. Ờ, gì vậy? Copy này nha, các bạn copy này. Bét vô. Đúng không? Lắng nghe sự kiện này. Vậy sự kiện này lúc này thằng data snapshot là của hình ảnh quán ăn, đúng không? Đây là hình ảnh quán ăn nè. Duyệt các nốt con nè, cũng tương tự nè. Đúng không các bạn? À, duyệt các nốt con cũng tương tự trong các children rồi chúng ta duyệt. Nhưng mà lúc này chúng ta không có gán model thôi. À, các bạn chỉ xuất ra đơn giản cho mình ở đây là ở đây sẽ là cái gì nhỉ? Data value ha, data value chấm không có get tên quán ăn nữa mà chúng ta sẽ là get value để chúng ta coi giá trị thôi ha. Cộng. Rồi. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái suy nghĩ của các bạn với cách mà cái chương trình nó chạy sẽ như thế nào. Rồi, nó chạy lên đúng không nào? Rồi, các bạn thấy nè. Hình ảnh chúng ta lấy được, đúng không? Tiêu đề chúng ta lấy được. Vậy bây giờ chúng ta thử, các bạn nghĩ là như vậy, có phải theo logic có nó chạy là nó chạy từ trên xuống dưới, đúng không?
thì các bạn nghĩ là gì đây? Khi thằng này, có nghĩa là code này, listener như thế này chưa được kích hoạt vậy, khi này nó lắng nghe thành công, và thằng này cũng vậy, đúng không? Vậy code chúng ta sẽ bắt đầu từ đây, chứ không bắt đầu từ listener. À, bắt đầu từ đây. Vậy khi thằng này nó chạy, nó lắng nghe sự kiện, thì các bạn nghĩ là thằng này lắng nghe sự kiện, rồi sau khi này lấy được dữ liệu xong, thì nó sẽ chạy tiếp thằng này, rồi sau đó thằng này lấy được dữ liệu, đúng không? Thế các bạn nghĩ là như vậy. Vậy bây giờ, mình giả dụ như thằng này đã lấy được dữ liệu. À, vậy dữ liệu nó chạy ra đây, là các mã hình. Mình giả dụ như vậy là các mã hình, đúng không? Rồi, mình sẽ lấy cái mã hình này, mày lưỡi nha, mình sẽ lấy cái mã hình này và mình gán thì các bạn xem như thế nào. À, mình gán thẳng vào cái list, vậy mình sẽ gọi là click của mình. Click, click của mình là list gì nhỉ? Quán ăn mua đồ. Đó, các bạn thấy là lúc này các bạn gặp trắc trở liền, à, gặp trở ngại về tình cảm nó liền. Bởi vì sao? Bởi vì đây nè, ví dụ như các bạn thấy là các bạn duyệt ở đây, các bạn hình ảnh quán ăn, cái mã QR1, à, mã QR1 là các này, đúng không? Rồi, cái thằng Notes quán ăn, mã QR1 là danh sách các này. Có phải là khi các bạn, đây nè, mình giải thích có nó chạy nè, có phải khi thằng data quán ăn nó lắng nghe được sự kiện thì mình tạo ra một cái Notes quán ăn, đúng không? Mình tạo ra một cái Notes quán ăn là thứ nhất, rồi cái Notes đó mình sẽ add cái giá trị này vô là mình có được mấy thằng này, đúng không? Vậy bây giờ ở đây mình add thêm một cái listener nữa cho thằng hình ảnh quán ăn, mà hình ảnh quán ăn nó chạy thằng này. Vậy làm sao mình lại có thể đem thằng này xuống đây được, đúng không các bạn? Làm sao mình đem này xuống đây được, đúng không? Làm sao đem được? Chả nào đem được. Rồi, thì đó là lý do tại sao các bạn không thể nào các bạn lắng nghe hai nốt cùng một lúc khi mà các bạn muốn lấy được nhiều nhiều dữ liệu của thằng của một thằng. À, có nghĩa là các bạn không được lắng nghe cái nốt gốc này khi mà các bạn muốn lấy được tương tác nhiều dữ liệu. Mình giả dụ như thế này, mình nói nhìn nãy giờ hơi khó hiểu thì phải, đúng không? À, nói nãy giờ hơi khó hiểu thì nó tóm là như vậy nè. Mình sẽ vẽ một cái hình lên đi, à, cho các bạn dễ hiểu hơn. Span đâu nhỉ? Span đây. À, rồi, brand new. Ok, thì mình sẽ tô cái màu cho các bạn này lại. Thì bạn thấy nè, ở đây á, bây giờ ở đây là vấn đề duy nhất, vấn đề đầu tiên nè, theo logic code nó chạy, à, mình sẽ rích lại ha, nãy giờ mình nói hơi rối. Các bạn theo logic code nó chạy khi các bạn gọi get danh sách quán ăn, đúng không? À, thì sao? Đầu tiên nó nêu gì? Nó nêu một cái array list, nhưng mà thằng này nó chưa thực hiện, đúng không? Thằng này thực hiện khi nào? Thực hiện khi data quán ăn nó add listener. Vậy khi này add listener thì sao? Thì thằng này nó chạy, đúng không? Vậy đó là một tiến trình. À, vậy nữa nha, thằng này là một tiến trình, có nghĩa là một cái break á, à, một tiến trình. Vậy tiến trình đầu tiên này, tiến trình đầu tiên này nó sẽ là của thằng data node quán ăn. À, nó sẽ có lần data node quán ăn. Rồi, data quán ăn. Mình sẽ cho chữ nhỏ tí. Nhỏ quá rồi. Đúng không? Nó là của data node quán ăn. Rồi, sau đó các bạn, các bạn thấy là sau đó là gì? Tới lượt thằng này chạy, và thằng này nó cũng là một tiến trình. Vậy các bạn biết là gì? Nếu như là một tiến trình thì nó có cùng chạy chung luồng không? Không có chung luồng, đúng không? Vậy lúc này nó phát sinh ra một luồng riêng. À, phát sinh ra một luồng riêng, và cái luồng riêng này nó sẽ là của thằng gì? Của thằng data hình ảnh. Data hình ảnh. Đó, cái luồng riêng này nó sẽ là của data hình ảnh. Đó. Trong khi cái luồng chính của chúng ta, các bạn lưu ý nha, đây là cái luồng chính. Cái luồng chính của chúng ta đang chạy gì đây? À, cái luồng chính của chúng ta đang chạy gì? As not, đúng không? Cái luồng chính chúng ta sẽ là gì? Đây nè, các bạn thấy là khi bạn gọi get danh sách quán ăn thì cái luồng chính nó sẽ là gì? Tới đây, đúng không? Rồi, cho khi tới đây. Vậy khi tới đây nó gọi thằng này thì nó sẽ phát sinh ra cái luồng phụ, chính là thằng luồng quán ăn này chạy song song, đúng không? Luồng quán ăn này chạy song song. Rồi, sau đó khi nó gặp thằng này, nó lại phát sinh thêm một luồng nữa, luồng này cũng chạy song song. Được chưa? Các bạn thấy hai luồng chạy song song với nhau. Vậy khi hai luồng chạy song song với nhau thì bạn thấy là gì? Rõ ràng hai thằng này chạy độc lập, đúng không? Hai thằng này chạy độc lập thì làm sao chúng ta biết được khi nào thằng này xong, đúng không? Lỡ như các bạn thấy là thằng data nó quán ăn, cái dữ liệu nó ít, đúng không? Cái dữ liệu nó ít rồi, nó chạy tới đây cái nó ngừng, nó chạy tới đây cái nó hoàn thành dữ liệu, à, hoàn thành xong dữ liệu. Trong khi thằng data hình ảnh quán ăn thì nó chạy tới đây thì nó mới hoàn thành xong dữ liệu, đúng không? Vậy các bạn thấy là lúc này thằng này nó xong trước. Vậy nếu như nó xong trước thì sao? Thì sao các bạn? Thì này nó có biết không? Không, thằng này đâu có biết, đúng không? Thằng này đâu biết khi nào nó xong trước đâu. Thì làm sao mà chúng ta có thể ghét thằng mô đồ quán ăn được? Đúng chưa các bạn? À, đó là lý do tại sao các bạn không thể nào các bạn tách ra hai node khi mà các bạn muốn lấy nhiều dữ liệu liên quan tới nhau. À, thì một chút nữa các bạn hướng dẫn, mình hướng dẫn các bạn cách
cách lấy nốt lại. Rồi, thứ hai, các bạn lưu ý cho mình một điều là như thế này nè, cái việc các bạn retain value. À rồi, ở đây một retain value đúng không? Vậy lúc này ở đâu fetchment của mình? Có phải là thằng này nó làm cái list? List là quán ăn model, đúng không các bạn? Lúc này này là một cái list ha, list, xin lỗi các bạn, chúng ta import ha. Rồi, nó là một cái list. Vậy bây giờ mình sẽ thử lock cái list này ra, các bạn xem ha, kiểm tra list quán ăn model chấm size. À, quán ăn model chấm size, đây là một lưu ý thứ hai, các bạn lưu ý kỹ cái phần này cho mình nha. Các bạn sẽ gấp rất là nhiều về cái phần này. Chạy lên, rồi mình chạy lên ha. Rồi các bạn thấy nè, rõ ràng kiểm tra chúng ta có cái dữ liệu đúng không, nhưng thằng kiểm tra list chúng ta trả là gì? Trả ra là không, đúng không bạn? Thằng list, thằng kiểm tra list chúng ta trả là xong là không. Tại sao vậy? Tại sao nó trả ra không? Rõ ràng các bạn thấy là gì? Rõ ràng trong cái lốc kiểm tra của chúng ta thấy là có dữ liệu đúng không, và có dữ liệu và thằng list này chúng ta đã add rồi đúng không, nhưng tại sao thằng quỷ này trả ra không, đúng không các bạn? Có nhiều bạn nói là à, thằng này add lỗi rồi, ok. Nếu như các bạn nghĩ rằng nó add lỗi thì mình sẽ copy cái lốc này đây, mình sẽ xuất lốc ở đây được không? À xin lỗi các bạn, mình sẽ xuất lốc nằm ở đây. À xuất lốc nằm ở đây, đây sẽ là quán ăn model list. À quán, xin lỗi các bạn, quán ăn model list đúng không, quán ăn model list chấm size. Và mình sẽ giải thích cái này tại sao ha, nguyên nhân tại sao cho các bạn luôn. Rồi cho nó thành một chuỗi, chạy lên. Rồi được chưa, chạy lên rồi ha. Rồi các bạn thấy rõ ràng chúng ta đếm cái list này có nhiêu các bạn? 20 nha, rõ ràng này có 20 nha, list này sai là 20 nha, nhưng thằng kiểm tra list chúng ta là không. Rồi nguyên nhân tại sao các bạn, nguyên nhân tại sao thì các bạn thấy lúc nãy mình giải thích rồi, nhìn vào cái hình này. Khi gì các bạn, tới đây nó phát sinh rồi, tiến trình. Vậy lúc này cái thằng add value listener nè, nó làm một cái tiến trình đúng không, nó chạy song song đúng không bạn? Rõ ràng nó chạy song song. Cái thằng này nè, có nghĩa là code này nó chạy hết tới đây là kệ nó, thằng này nó chả care. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã tách ra một tiến trình riêng rồi. Bởi vì sao tách ra tiến trình riêng các bạn? Các bạn đã biết cái gì? Khi các bạn mở kết nối internet đúng không, thì các bạn phải thông qua gì? Các bạn phải thông qua syntax, các bạn phải thông qua một cái REST đúng không? Vậy REST đó là gì? Là một cái tiến trình đúng không? Và tiến trình nó chạy gì? Nó chạy riêng biệt với thằng gì? Với thằng tiến trình chính. Vậy mà đấy là gì? Thằng này là tiến trình chính nè, đúng không? Tới đây vẫn là tiến trình chính nè, ha. Nhưng tới đây gì các bạn? Khi mà nó add value listener, mà nó download dữ liệu về, thì thằng này là gì? Nó tạo ra một cái worker break, ha, để nó xử lý cái việc mà download code về. Vậy có nghĩa là gì đây? Khi nó chạy tới đây, ha, nó chạy. À, ví dụ như đây là cái dòng URL chúng ta, nó chạy tới event listener luôn. Ha, đây chạy event listener. Nếu event listener nó phát sinh gần này, đúng không? Khi nó phát sinh gần này thì này nó là gì các bạn? Nó làm tiến trình riêng, thì này nó chạy riêng. Thì sao các bạn? Thằng này nó vẫn tiếp tục chạy. Chứ nó không có ngừng đâu các bạn. Thằng này nó không có ngừng nha. Nó không có ngừng tới khi nào này chạy xong đâu, không có đâu. Thằng này tiếp tục nó chạy. Thì tiếp tục nó chạy thì sao các bạn? Nó chạy tới return. Đúng không các bạn? Thì tiếp tục nó chạy, thì nó chạy tới return. Thì bạn thấy là return lúc này là gì? Thằng này chúng ta mới được có khởi tạo à. Đúng không các bạn? Chúng ta mới khởi tạo à. Chúng ta mới khởi tạo sao các bạn? Thì nó có dữ liệu không? Không có dữ liệu. Không có dữ liệu, nó trả là gì? Nó trả là không. Đúng không? Bởi vì các bạn thấy là thằng kiểm tra list nó xuất trước nè. Đúng không bạn? Thằng kiểm tra list thì các bạn nó xuất ra trước. Không. Sau đó thì các bạn, mấy thằng kiểm tra nó xuất ra. Thì các bạn nhận định là gì? Nhận định được thằng này là một tiến trình riêng. Đúng không các bạn? Vậy làm sao chúng ta sửa cái lỗi này? À, thì sửa lỗi này mình sẽ dẫn các bạn luôn. À, nhưng đó là công việc của bài sau. Được chưa nào? Rồi. Như vậy, bài ngày hôm nay là mình chỉ lưu ý cho các bạn các lỗi khi mà cũng như là cách chúng ta duyệt nốt. À, thì qua bài sau mình sẽ dẫn các bạn chi tiết về duyệt nốt hơn, và sau đó là chúng ta sẽ load vào trong cái recycle view của chúng ta ha. Rồi các bạn sửa lại này cho mình là hàm void, được chưa? Sửa làm void thôi. Rồi cái phần này các bạn vẫn giữ nguyên cho mình ha. À, khỏi giữ nguyên đi, các bạn bỏ hết, nói chung là các bạn bỏ hết luôn, bỏ hết tới đây luôn đi, được chưa? À, chúng ta bỏ hết. À, đúng rồi, thôi các bạn bỏ hết cho mình đi. À, bỏ hết. Sau đó là các bạn bỏ các node trên đây luôn. À, data reference á, các bạn bỏ luôn. Rồi, các bạn bỏ tới đây luôn. Có nghĩa là các bạn làm trống là cái model của chúng ta. Cái model của chúng ta lúc này chỉ còn là như đây thôi. Ha. Rồi, save lại. Rồi, chúng ta sẽ kết thúc tại đây ha. Thì qua bài sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn về cách lấy mà chúng ta sẽ không đụng tình trạng gì đây. À, không đụng tình trạng mà đa tiến trình như thế nào. Đúng không các bạn? À, và chúng ta sẽ xử lý cái mẹo này như thế nào. Thì đó là công việc của bài sau. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.